Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì bước sang nửa sau tháng 8 trở đi, tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày càng phức tạp hơn và diễn biến khó lường. Theo nhận định, sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, hiện nay trên Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương xuất hiện một vùng áp thấp đang tiếp tục hoạt động mạnh. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, 123 đến 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo từ ngày 17 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng lao thẳng vào khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm nên bà con cần đề phòng và chú ý. Trở lại thời tiết trong đất liền thì đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như Phú Nhi, Điện Biên 104mm, Phong Thổ, Lai Châu 75mm, Hồng Thái, Tuyên Quang 82mm, Vân Đồn, Quảng Ninh 83mm, Đông Hưng, Thái Bình 82mm. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến 5.000m hoặc đồng mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hiện nay trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ lên với biên độ lũ mức báo động 1. Mực nước tại Vĩnh Yên lên mức là 129,75m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối ở dưới báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Bình, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Riêng khu vực Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lưu xuống khu vực Trung Bộ thì trưa nay ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ như Đông Hà, Quảng Trị 42,2 độ, Nam Đông, Thừa Thiên Huế 40,1 độ, Trà My, Quảng Nam 40,6 độ, Ba Tơ, Quảng Ngãi 40,2 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 45 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục từ 23 đến 25 độ Vĩ Bắc, kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Cảnh báo ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Từ ngày 15 tháng 8 nắng nóng có khả năng giảm dần. Còn lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn Đông Bộ thì 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.